Tăng cường hệ thống y tế, nâng cao khả năng xét nghiệm COVID-19 là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp thường trực Chính phủ Ban giải pháp phòng chống dịch COVID-19 vừa diễn ra vào ngày 21 tháng 8. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhận định dịch bệnh COVID-19 dù còn phức tạp nhưng đang trong tầm kiểm soát, kể cả ở địa bàn phức tạp nhất như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các thành phố lớn. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần suy nghĩ về việc nhận diện, chẩn đoán sớm nguy cơ mắc COVID-19 đối với các bệnh nhân có biểu hiện dù là nhẹ nhất. Cần tập trung bảo vệ nhóm rủi ro cao là người có bệnh lý nền, người cao tuổi, dễ bị tử vong, không được để xảy ra ổ dịch, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Cần có văn hóa ứng xử trong bối cảnh có dịch, đặc biệt là văn hóa đeo khẩu trang trong trường học, bệnh viện, trên phương tiện công cộng, ở nơi đông người.